Chào bạn, mình là Huy, huấn luyện viên của Smalling. Và hôm nay chúng ta sẽ ở đây để tiếp tục xử lý cái cổ chân bị lật của vận động viên Magic Vũ Minh Hiếu. Hôm nay thì Hiếu đã thông báo với mình là cái biên độ cổ chân đã hoàn toàn gần hồi phục được, hoàn toàn cái biên độ chuyển động như bình thường rồi. Vậy nên thì chúng ta sẽ bắt đầu với những bài tập để gia cố lại những nhóm cơ xung quanh nhằm làm tăng cái khả năng ổn định của cổ chân hơn và phòng tránh những chấn thương có thể tái phát. Ok, thì hôm nay cố gắng là trị liệu cho nó gần khỏi hẳn để tuần sau mình có thể lại quay lại thì đá bóng được tiếp nha. Ok, mình sẽ làm từng điểm này, xong co duỗi cổ chân, đấy, giữ nguyên. Sau đó khi mà cảm thấy đỡ đau hơn rồi thì sẽ di chuyển sang cái điểm bên trên. Lâu không hoạt động ấy, thành ra rất bó cơ, nó bị căng cứng, nó kéo. Thành ra là bây giờ là mình giãn một chút, tì thôi đã thấy rất là đau rồi. Bài này thì nó sẽ làm cho khỏe cái nhóm cơ phía trước của phần đây gọi là cẳng chân này. Cẳng chân phía trước của phần cẳng chân. Bài này thì mình cũng đã thấy một số anh vận động viên bodybuilding tập để tăng cái phần cơ phía trước này. Ok, thì trước mắt đấy là những cái bài tập mà mình đã cho Hiếu tập luyện để phục hồi lại các cái nhóm cơ xung quanh của tuần này. Và sau đây thì chúng ta sẽ có một số các cái bài tập nữa để chúng ta tìm cách điều khiển lại cái cổ chân sao cho nó đạt lại những cái chức năng bình thường trước khi bị chấn thương. Ok, bắt đầu thôi. Ok, đầu tiên thì các bạn sẽ phải xòe ngón chân ra để có cái điểm tỉ tốt nhất này. Sau đấy thì miết kéo các ngón chân về, miết nó lại đó. Và từ từ đứng vào một cái chân bị đau và giữ cho mình khoảng tầm 15 đến 20 giây rồi nghỉ. Đó.
Có cần phải bấm ngón chân xuống không? Không cần. Bấm bình thường mình bấm thì là tốt nhất. Lúc nào bấm mà ở trên này thì nó sẽ ok. Tiếp theo chúng ta sẽ nâng cấp cái bài tập này lên bằng việc mà đứng trên bóng vô su. Thì khi các bạn chưa quen và vẫn còn chưa lấy được điểm thăng bằng thì hãy để một chân lại chạm đất và từ từ, rồi khi mà quen dần chúng ta sẽ bắt đầu nhấc cái chân lên mặt đất. Khó quá, khó quá. Đưa luôn. Ta đưa lên cái đấy xong rồi. Đấy xuống. Thấy đâu? Đấy không quay lại. Cứ làm gì không? Không lại. Không, không phép lắm lại. À. Lại không phép lắm lại. Cứ chân thấy bước này rồi. Lúc này bước xuống này nó hơi hỏi của chân đúng không? Đúng. Ok. Đấy hơi kiểu hơi căng căng một tí. Nhưng mà chưa đến mức đo, còn là cảm giác hơi căng. Bước lên, nó bước xuống. Đấy. Biên độ trở lại bình thường chứ nếu mà đúng nha là bước vào này là khịu luôn đấy, nhói là khịu luôn đấy. Chứ còn như này là ổn. Hồi phục mấy tốc độ thần thánh đúng không? Ok, thì sau 2 buổi 2, 3 nhỉ? 2 buổi 2 buổi trị liệu phần bổ chân với Huy thì bây giờ chân của mình cảm thấy khá là ngon lành. Cảm giác là tuần sau thấy đi đá bóng lại được. Hẹn các bạn một buổi giao lưu đá bóng với chú Huy và chú Hiếu. Ok, thì các bạn hãy đón xem những video mới nhất trên kênh Small Gym của mình và Huy trong thời gian sắp tới nha. Còn giờ thì bye bye. Và mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến những người ủng hộ mình ở trên YouTube, Kiện tướng quốc tế Duy Linh. Cảm ơn các bạn rất nhiều.